rồi, chạy đâu rồi, Dạ ơi. được chưa nào? Được chưa mấy đứa, các bạn khác vô chưa, tỉnh táo chưa? Dạ rồi. Thầy cho mình xem cái mấy cái video clip nhỏ mô tả sóng dừng là cái gì nha. Mấy đứa thấy cái trang YouTube của thầy không, kênh YouTube, cái màn hình YouTube không? Dạ Tôi thấy. thấy đây, đây là một cái tiếng Anh á, cái sóng dừng nó gọi là standing wave. Stand là đứng mấy rồi nhau, standing wave mà. Đây đây là một cái ví dụ về sóng dừng ha, bạn thấy không? Đó, mấy đứa nghe được âm thanh trong clip không? Dạ không thầy. À, không cần ha. Đó, mấy Ghê đứa thấy không, tiếng. đây là cái sóng dừng trong một cái bể nước á, bạn thấy không? Có những điểm là nó sẽ đứng yên và có những điểm là dao động lên xuống cực đại nữa ha. Đấy, thấy không, bạn thấy vấn đề không? Đó, những điểm này là nó sẽ luôn luôn dao động cực đại nè, nó ngay chỗ chùa thầy để, thấy không? Nó là một cái đỉnh sóng lên xuống, thấy không? Khi người ta thay đổi cái tần số thì chúng ta sẽ có cái sóng dừng khác ha. Thay đổi tần số tức là thay đổi bước sóng ha. Và chúng ta có thể xem một cái ví dụ khác nè, một cái đây, ví dụ như cái standing wave mà nó dùng cho để mô tả cái âm thanh ha. Là cái trò mà nó chơi đâu ta. Đây là cái ống ống ga, khi mà chúng ta có khí ga chạy trong này ra, và khi người ta tạo ra một cái sóng ở trong này á, thì khí ga sẽ phụt ra với những áp suất nó xác định ở, tức là vận tốc dao động của nó sẽ khác nhau ở những cái điểm, nên nó hình thành những cái biên độ cực đại giống như nãy ha. Hoặc một cái ví dụ khác nè, đây đó. Thấy à, khi hình thành cái sóng dừng các bạn sẽ thấy là những cái điểm mà biên độ cực tiểu này nó sẽ luôn luôn đứng yên. Trong trường hợp này người ta không phải lao động lên xuống mà người ta cho cái dây nó quay nha, thì cái biên độ chỗ này nó không bằng không mà nó hơi khác không một tí, nhưng nó vẫn cứ đứng yên, các bạn thấy không? Cái nút này lúc nào cũng là được cái nút này, cái bụng này lúc nào cũng phải bụng này, tưởng tượng được không? Tưởng được không? Còn là cái sóng trong cái dây đàn này, dây đàn guitar này, khi mà nó rung động, và cái này thì không có thấy rõ là sóng đứng sóng sóng dừng lắm, tại nó chưa có thấy rõ ràng. Theo một cái ví dụ khác, đây là một cái ví dụ rất thú vị, người ta sử dụng cái siêu âm để nhấc một vật, giữ một vật trong không gian. Thực ra bản chất câu chuyện này chính là để tạo ra sóng dừng. Các bạn nhìn nha, đây là cái đốc để nó tạo ra cái siêu âm, dao động siêu âm lên đây. Đây là cái miếng thủy tinh dày để phản xạ siêu âm xuống. Thì sóng siêu âm lên gặp sóng siêu âm xuống, và chúng ta chỉnh cái tần số của sóng sao cho nó phù hợp, để cái bước sóng của nó phù hợp với cái điều kiện giao thoa sóng dừng. Thì sẽ có những điểm trong cái không khí ở giữa này nè, nó sẽ không có dao động. Và khi nè, các bạn nhìn nè, khi mà nó tạo ra sóng dừng rồi sẽ có những điểm không dao động. Khi người ta đặt những cái viên bi vào đúng những cái điểm không dao động đó, các bạn thấy không? Nó lơ lửng trong không khí. Là bởi vì sao? Bởi vì nó nằm ở đúng những cái điểm mà nó là nút sóng. Tưởng tượng được không? Mấy đứa? Mấy đứa? Đây, lạch ra ngoài cái là nó bị đẩy văng lung tung để nó không có đứng yên được. Chỉ có khi rớt vào đúng cái điểm gì. Và bạn thấy không? Khoảng cách giữa các viên bi này thực ra rất là đều nhau. Cái này nó bị rơi rồi, bởi vì nó không nằm đúng với điểm. Tưởng tượng nữa mấy đứa. Hello. Hello. À, thì mấy đứa thấy không, cái khoảng cách giữa các viên bi này, tức là khoảng cách giữa những điểm cố định không dao động ở trong không gian, là giữa cái đầu này với lại cái tấm kính ấy, là nó đều nhau mà, nó đúng bằng nửa bước sóng. Thực ra dựa vào cái khoảng cách này chúng ta có thể tính được bước sóng hiện nay của cái sóng âm này, sóng siêu âm này, và từ đó chúng ta tính được tần số của sóng siêu âm này. Giữa hai cái nút này là nửa bước sóng, và nó đứng rất là cơ bản, rất là ổn định, các bạn thấy không? À, và là gì, nó phản động lực ấy, nó không có bị trọng lực kéo xuống, là bởi vì này, nếu chúng ta đưa một cái hơi
hơi lạnh vào giữa này để tạo ra cái giống như kiểu là giúp cho các bạn nhìn thấy dễ hơn ha. Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có những điểm khi mà tạo ra sóng dừng. Còn thấy không? Sẽ có những điểm nó rất nhiều khí lạnh, là nơi đó dao động rất là mạnh, không khí nó dao động mạnh. Có những điểm là không khí nó không dao động, nên đâm ra là cái hình ảnh của nó sẽ không thấy là có dao động ở đây. Nó là cái sóng đứng, sóng dừng khi mà nó tạo ra giữa một cái luồng phát sóng đi lên và một cái luồng phát sóng phản xạ. Hai cái này khi nó giao thoa với nhau, các bạn thấy không, khoảng cách giữa những cái vùng tối này là những vùng không giao thoa là nó không 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 dao động, là nó rất là đều nhau. Tưởng tượng được không mấy đứa? Và khi mà mấy đứa nhìn là khi mà người ta thay đổi cái tần số, thay đổi bước sóng đó, thay đổi bước sóng lên lên xuống xuống là nó không còn cái hiện tượng sóng dừng nữa. Bởi vì khi mà bước sóng nó không phù hợp với điều kiện sóng dừng thì sóng dừng không thực hiện được. Chỉ khi người ta vặn thay đổi tần số đó, đến một lúc nào đó thì cái tần số nó phù hợp với tạo ra bước sóng phù hợp đó, thì nó có sóng dừng. Lệch ra khỏi tần số đó thì nó sẽ mất đi sóng dừng, tăng lên giảm đi theo một cái giá trị nào đó, thì lại một lần nữa nó tạo ra được điều kiện phù hợp để nó có sóng dừng. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Nguyên bi nó nằm ở những nơi. Tưởng tượng được không? Tưởng được cho mấy đứa? Hello. Mấy đứa? Dạ được thầy ơi. Rồi chúng ta làm thử một vài bài tập nhỏ nha, liên quan đến sóng dừng. Câu 203 nè. Bắt đầu từ đầu ha. Phần lớn bài tập trong phần sóng dừng này á, 60% là bài tập sóng, là bài tập dễ, lý thuyết hoặc là những câu hỏi dễ. Hoàng Việt trước nè. Hoàng Việt. Đinh Hoàng Việt. Dạ. Rồi. 203 nha. Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi AB á, đầu A nối với nguồn dao động đầu B cố định thì sóng tới và sóng phản xạ tại B như nào? Đây là sóng để đây thì B thế này. Sóng tới và sóng phản xạ ngay tại B. Với đầu B là đầu được gắn vào tường, đầu cố định. Nó sẽ thế nào? Cùng pha, ngược pha, vuông pha hay lệch pha Phi-Denbrock? Là cái đầu từ A nó đi đến B rồi xong rồi Không nó đi không. ngược lại. Ngay trước cái điểm dao động, ngay trước cái điểm va chạm. Ngay trước điểm va chạm và ngay sau điểm va chạm. Sóng vừa tới và sóng vừa phản xạ. Thì hai cái sóng nó thế nào với nhau? Đây nè, trường hợp này nè. Sóng À, vừa tới và sóng vừa phản xạ. cô nghĩ là nó sẽ ngược pha nhau. Ngược pha nhau rồi. Điều kiện của nó ngược pha. Cái đó là cái chúng ta phải học thuộc nha. Còn nếu trong trường hợp mà đầu đầu câu này luôn là viết khảo sát hiện tượng ha. Nếu đầu B là tự do. Nếu đầu B là tự do. Tự do thì là sẽ cùng pha nhau. Đúng rồi ha, tự do thì cũng pha nhau. Các bạn khác có thắc mắc gì hai câu này không? Hai câu này là gần như học thuộc nha, chúng ta không có giải thích. À, không giải thích, khó giải thích lắm. Lên đại học mới được học đó. Rồi. Quỳnh Chi nè. Quỳnh Chi. 205 nè. Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng bao nhiêu? Hai bụng liên tiếp. Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp. Dạ bằng lambda chia 2 bằng nửa bước sóng. Đúng rồi, nửa bước sóng ha. Đáp án câu C đúng không? Còn giữa một bụng với một nút là bao nhiêu? Dạ Giữa một bụng với một nút liên tiếp. lambda trên 4. À. Còn giữa hai nút, câu tiếp theo là 206, giữa hai nút liên tiếp. Dạ nửa bước sóng. Đúng không? Nói chung cứ vẽ cái hình ra là thấy giống gì hết, ha. Vẽ hình ra là thấy. Đây là các bạn mà ấy thì các bạn vẽ hình như thế này nè. Đây là cái đường bằng không nữa ha. Các bạn cứ vẽ như vậy nè. Đúng chưa? Kiểu như vậy ha. Đây là cái sóng tượng trưng thôi. Cái hình thành sóng tượng trưng tại mỗi một khoảnh khắc. Các bạn thấy ha, từ đây đi lên là đi lên từ không lên dương nè. Rồi từ đây là từ không lên dương nữa nè. Đúng không? Thì là một bước sóng đúng không? Thực hiện đúng một dao động.
là một bước sóng ha. Từ đây đến đây là một bước sóng, còn từ đây đi lên dương, từ đây đi đi từ cái âm không xuống âm thì ngược vai dao động, nên khoảng cách này là nửa bước sóng. Nó vẽ ra một lần, học một lần là nhớ thôi, không gì khó. Rồi chia nốt luôn câu 207 cho thầy kia. Khi có sóng dừng thì một sợi dây đàn Dạ. hồi được khoảng cách từ bụng đến nút gần nó nhé, giữa bụng với nút. Từ từ rồi. Giữa bụng với Dạ nút một phần cơ. à, câu D ha. Xong. Rồi. Rồi, ok. Châu Anh. Châu Anh. Dạ thằng này. Ok, 208 nha. Một sợi dây đàn Dạ. hồi có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng có bước sóng dài nhất là bao nhiêu? Thì hai đầu cố định em còn nhớ không? Cái điều kiện để hai đầu cố định là chiều dài sợi dây phải bằng gì? Đây. Dạ, hai đầu cố Đây, đây, trên hình này. Vẽ cái hình ra thấy. Một nửa bước sóng, một nửa bước sóng, một nửa bước sóng. Chiều dài sợi dây phải thế nào? Số nguyên là gì? định. Dạ, số nguyên lần của năm đa chi hai. Đúng. Vậy thì nếu L là cố định, nếu L là cố định thì lambda maximum khi K bằng mấy? Dạ, là dạ, khi K bằng 2. Sao bằng 2? Một chứ sao bằng 2? L bằng K lambda chia 2. L là cố định ha. Dạ. Đúng không? Thì lambda sẽ cực đại khi K là cực tiểu. Đồng ý không? K cực tiểu thì bằng mấy? Dạ bằng 1. 1 ha. Không được lấy bằng 0 đúng không? Nếu bằng 0 thì Dạ. một trong hai cái chiều dài hoặc bước sóng bằng 0 thì vô nghĩa rồi. 1 là số nguyên nhỏ nhất rồi. Hợp lý đúng không? Thì lúc đó là L bằng lambda chia 2. Vậy lambda bằng nhiêu? Lambda max bằng nhiêu? Dạ, em đe mắc sẽ bằng. Vừa nói xong đó cho anh, vừa nói xong mà lambda sẽ max khi k bằng k min, k min là bằng mấy? Dạ, cách bên bằng 1. Thì lúc đó lambda là max đúng không, thì tức là l bằng lambda max chia 2 thì lambda max bằng mấy? Dạ, lên theo mắt sẽ bằng 2L. Đúng rồi, đáp án nào? Đáp án C. Rồi làm luôn câu 209 nha, làm Dạ. luôn câu 209 nha. Chiều dài l, một đầu cố định một đầu tự do. Một đầu cố định một đầu tự do thì điều kiện của nó là gì? Một đầu cố định nè, một đầu tự do, điều kiện chiều dài sợi dây là gì? Dạ, một đầu cố định, một đầu tự do thì điều kiện sẽ là Đếm thôi nè, có gì đâu nè. Nửa bước sóng, nửa bước sóng, nửa bước sóng, tức là K là nửa bước sóng, đem cộng với 1/4 bước sóng. dạ. Vậy thì sao? Cũng vậy thôi, lambda chia 4 rút ra ngoài, còn lại 2K cộng 1 bằng L, đúng chưa? 2K cộng 1 nhân lambda chia 4 thì bằng L. Điều kiện này nè. Nè, Dạ. 2N cộng 1 này, lambda chia 4 này. Vậy thì nếu L là cố định rồi, thì lambda cực đại khi N này thế nào? Dạ, năm đây cực lại khi n để cái gì nhỏ nhất. Nhỏ nhất là bằng bao nhiêu trong trong Dạ đống giá trị là tiền bằng mấy? bằng không Không ha, lúc đó là lambda max chia 4 bằng L, thì lambda max bằng, ạ. Dạ bằng 4L. đúng rồi, đáp án D ha. Hiểu chưa, hiểu chưa cho anh? Dạ hiểu. Ừ, ok. Câu 210 nè, câu ngược luôn cho anh, làm nốt luôn đi. Cái dạng bài này làm nốt luôn. Rồi. Bây giờ người ta cho em là độ dài lambda max là L nha, coi như bị lừa nè. Bước sóng dài nhất là lambda max là L, dây này hai đầu cố định. Dạ. Lambda max mà bằng 2L, mà bằng L thì chiều dài dây là bao nhiêu? Dạ, chiều dài dây sẽ bằng lambda chia 2. Lambda max chia 2 đúng chưa? Lambda max chia 2 và lambda max bằng L, vậy trên chiều dài sợi dây là bao nhiêu? L chia 2. Đúng rồi. Đi thi cái câu này là nhiều khi nhìn dễ vậy chứ mà đến đến áp lực thi cử là các bạn làm sai nha, nhiều bạn sẽ chọn phương án này nè.
học thuộc bài á, người ta cho đây là bước sóng dài nhất chứ không phải người ta chỉ cho chiều dài sợi dây. Người ta hỏi là hỏi chiều dài chứ không phải bước sóng. Cho nên là bài này á, là do người ta dùng cái ký hiệu khác của bước sóng là tụi mình hết hồn. Rồi, câu tiếp là Hồ Thiên Ngân 2011. Dạ. Rồi. Chọn câu sai khi nói về sóng dừng xảy ra trên sợi dây ha. Khoảng thời gian giữa hai lần sợi dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ đúng không? Đây nè, sợi dây duỗi thẳng tức là sao? Là cái điểm này nè, điểm bụng này đó các bạn. Nó về đến vị trí cân bằng. Điểm bụng này cũng về đến vị trí cân bằng, điểm bụng này cũng về đến vị trí cân bằng. Đây là lần thứ nhất nó duỗi thẳng đúng không? Tức là ứng với việc là mọi điểm đang nằm ở vị trí cân bằng. Đúng chưa? Thiên Dạ. Ngân. Sau đó điểm này đi xuống dưới này là xuống biên dưới của nó. Từ vị trí cân bằng đi xuống biên rồi vòng lại vị trí cân bằng. Từ vị trí cân bằng đi lên biên rồi vòng về vị trí cân bằng. Từ vị trí cân bằng đi xuống biên rồi về vị trí cân bằng. Thế nói đúng hơn là cái quãng thời gian duỗi thẳng ấy, là quãng thời gian giữa hai lần một điểm bất kỳ đi từ vị trí cân bằng đến vị trí cân bằng liên tiếp đúng không? Dạ. Vậy trong trong một cái dao động ấy, mà hai lần liên tiếp vật về vị trí cân bằng là cách nhau bao nhiêu? Yeah, nửa chu kỳ. Vậy câu đó đúng hay sai? Đúng không? Vậy có được chọn không? Dạ không. Khoảng cách giữa điểm nút và điểm bụng liền kề là 1/4 bước sóng đúng không? Dạ đúng. Đúng ha. Khi xảy ra sóng dừng không có sự truyền năng lượng đúng không? Thì mình không biết đúng không? Cái chỗ này mình đang suy nghĩ hay lăn tăn ha, thì mình đọc tiếp cái câu dưới chứ đừng ngồi đó nghĩ tiếp nha. Yeah. Thì nên hai Yeah. điểm đối xứng nhau qua nút thì dao động cùng pha đúng hay sai? Hai điểm đối xứng nhau qua nút rồi, như hai điểm này Yeah. với điểm này Yeah. bị gì? Nó Ngược phải như nào đúng? Ngược pha, nhưng mà câu D này là câu sai rồi. Tưởng tượng không? Vậy câu C này sai chỗ nào? Ê, câu C này có đúng đúng hả? Sóng dừng cái đâu có chạy đâu mà truyền năng lượng. Yeah. Bây giờ sao? Câu C có sai không? Cho nó cũng có năng lượng mà là nhỏ. Không. Đã nói sóng thì nghĩa sóng là gì? Dạ, sóng là sự kết hợp giữa hai nguồn Sai, sóng mà định nghĩa sóng chứ sóng. sóng. Sóng bắt đầu từ gió hả? Gió bắt đầu từ đâu hả? Sóng là sự lan truyền gì? Lan truyền lên cái tờ này. Định nghĩa sóng rồi kìa, mấy đứa này học bài chẳng học bài gì cả. Lan truyền cơ dao động này. Rồi, lan truyền dao động, lan truyền gì nữa? Ba cái đó. Lan truyền dao động, lan truyền pha dao động, và lan truyền gì? Phương dao động. Không. Lan truyền dao động, lan truyền pha dao động, hoặc lan truyền gì? Một điểm đang đứng yên thì tự nhiên cái sóng truyền qua cái nó dao động. Thì nó có thêm gì? Năng. Năng lượng. Đúng rồi, lan truyền năng lượng. Và khi chúng ta nói đến chữ sóng là nó phải có sóng, nó phải có sóng dừng hay sóng gì thì cũng phải có sóng đúng không? Dạ. Nó bắt được sóng chạy tới, nó bắt được sóng phản xạ về, cái năng lượng nó vẫn được truyền tới truyền về, chỉ là cái biểu hiện vì giao thoa cho chúng ta mới không thấy cái nút nó chạy hay cái bụng nó chạy thôi, chứ còn năng lượng của nó thì vẫn vẫn được lan truyền đi mà. Tưởng tượng được không? Dạ. Hiểu chỗ này không? Em vẫn phải tạo ra một sóng tới thì nó mới có sóng phản xạ, thì nó mới phản xạ chứ, thì nó mới giao thoa chứ đúng không? Dạ. Hiểu chưa nào? Vậy rồi. Rồi, bạn Hoàng Đình An Phú. Câu 212 nè. Phú ơi. Hoàng Đình An Phú. Dạ, đây rồi. Biết làm mấy câu nào rồi không? Dạ, con mới quay lại thầy. Mới quay lại, nãy giờ đi đâu mà quay lại? Con đi vệ sinh. 212. Một sợi dây được kéo căng chiều dài 2L, hai đầu MN cố định,
sợi dây để được kích thích để tạo ra sóng dần. Điều khiển sóng dần trên một sợi dây có hai đầu cố định là gì? Ủa? Rồi. Từ từ thôi. Là đầu giờ anh giờ giảng cái phần nó kỹ lắm mà ta giờ hỏi lại này không không nhớ gì được, có ghi bài không Phúc? Dạ con có gạch gạch chân mấy ý trong sách. Ai ơi, học bài mà không ghi bài thì gạch chân là chắc chắn không nhớ được cái gì đâu. Nói với mấy đứa nhiều đứa nhiều lần rồi. Học cái môn nào cũng vậy thôi à. Mấy đứa cứ lấy sách, mấy đứa gạch chân. Gạch chân, cái quan trọng của việc gạch chân là có mấy đứa có đọc lại không? Gạch chân mà chúng không đọc lại thì gạch gạch cũng chỉ là làm đẹp cái trang sách thôi, giải quyết vấn đề gì đâu. Giở sách lại coi coi, điều kiện để một sợi dây hai đầu cố định có sóng dừng là gì? Chiều dài sợi dây phải bằng cái gì? Anh Phú. Dạ, thế này từ. Mới học cái đây có 10 phút thôi đó Phú. Đâu, hình như là L đâu. L chiều dài sợi dây là bằng K nhân với lại là lambda chia 2 à thầy? Có súng đi lần nữa bước sóng. Cái bài này không cần dùng đến cái kiến thức đó, nhưng mà có thể hỏi cho mấy đứa để mấy đứa hiểu. Sợi dây được kích thích để tạo ra sóng dừng sao cho ngoài hai điểm đầu thì có một điểm chính giữa là nút sóng. Đây nè, cái sóng nó chính là như vậy này. Một điểm cố định, một điểm cố định là nút sóng, ngay giữa trung điểm là một một điểm cố định nữa. À. Vậy khoảng cách từ đây đến đây nè, khoảng cách từ một đầu đến điểm trung điểm là chiều dài bao nhiêu? Dạ thầy mình thầy vừa hỏi gì con không nghe rõ. Khoảng cách từ đầu đến điểm chính giữa này chiều dài bao nhiêu? Dạ bằng là lambda này. Trời ơi, lambda em vừa mới nói xong mà. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp là bao nhiêu? Lambda chia 2. Đây được gọi là một gì? Dạ một nút. Đây được gọi là một gì? Ở giữa hai nút này là bao nhiêu? Lambda chia 2 này. Đúng rồi. Trong cái đề này lambda chia 2 thì bằng bao nhiêu? Bằng mấy L? Dạ L là bằng 1L này. 1L ha. Rồi. Vậy giờ hai điểm AB đối xứng với nhau qua điểm G, tại vì hai điểm AB đều cách điểm G một đoạn x mà. Đây là G này. Bên này một đoạn x, bên này một đoạn x. Vậy hai điểm đối xứng qua một cái nút á thì dao động thế nào với nhau? Hai điểm Về pha trước. Tại vì đây có hai cái nhóm đáp án là cùng pha với ngược pha này. chân Hai ngược điểm đối pha ngược pha đúng chưa, vậy là hai nhóm đáp án CD đúng không, còn biên độ sao? con thấy một cái là cộng một cái là trừ thì chắc là biên Biên độ nó độ khác thì nhau. không thể nào là trừ được, biên độ mà làm sao trừ em. Biên độ số dương À vậy thì là giống nhau thôi. rồi, biên độ bằng nhau ngược pha nhau của D này rồi. Câu 213 nè, Minh Hiếu trả lời được không? Dạ. Trả lời được không? Đây Dạ chính là được con cái đọc. bài chứng minh đấy nè. Sóng dừng trên một sợi dây do sự chồng chất của hai sóng truyền theo chiều ngược pha là U0 nhân cos omega cộng kx và U0 nhân cos của kx trừ kt. Biểu thức biểu thị sóng dừng trên dây là, thực ra là mấy đứa hai cái dao động này cộng lại thôi. Được không? Hai cái u này cộng lại đó. Rút u không ra ngoài còn lại cos
cộng cốt à, cốt cộng cốt bằng gì hiểu? Cốt cộng cốt bằng hai cốt với cốt. Đúng rồi hả? Thì về nhà làm tiếp nha. Nó đó chỉ là biến đổi lượng giác thôi nha. Ta đã bán rồi. Chắc chắn là mấy đứa sẽ không được phép chọn này này. Đúng không? Bởi vì thứ nhất là U của nó sẽ xuất hiện số 2 trước. À. Tưởng tượng được Dạ được. đáp án của nó xác suất cao là câu này. Thôi được rồi, về nhà tự làm nha. À không, chưa chắc đâu. Nó có vị trên 2 ấy, thì nó sẽ có một cái vật sinh. Thôi được, về nhà tự biến đổi. Coi năm 14 tiếp luôn Hiếu ơi. Năm 14. Hiếu. Ừ. Để có một sóng dừng xảy ra một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây cố định và một đầu tự do. Một với hai đầu, với một đầu là cố định, một đầu tự do. Cái đề nó bị thiếu chữ. Với hai đầu, một đầu cố định, một đầu tự do thì chiều dài sợi dây phải bằng cái gì? Dạ, 2K cộng 1 lambda chia 4. À, phải nói là cái đáp án nào? Số lẻ lần 1 phần 4 mức sóng câu đề. Đúng rồi. Các bạn khác có thắc mắc gì câu này không? Câu 214 này điều kiện của nó giống như nãy chúng ta nói là 2K cộng 1 lambda chia 2. Mà 2K cộng 1 đó là số lẻ. À. Nên nó là số lẻ lần ấy xin lỗi là 2k cộng 1 lambda chia 4, số lẻ lần 1 phần 4 bước sóng nha. Các bạn có thắc mắc gì chỗ này không nè? Rồi Minh Khôi nè, câu 215. Thực hiện một sóng dừng trên dây AB chiều dài L với đầu B cố định. Đôi khi cái đề tòa đề bài á, người ta đưa cho các bạn một loạt các dữ kiện, chỉ tắt cái đống dữ kiện nó cần đâu. À, cái mình cần ở đây cái dữ kiện quan trọng nhất là đầu B cố định này. Còn chiều dài L cần hay không thì phải xem cái bài toán nó hỏi cái gì nhé. Đầu A dao động theo phương trình này, à, gọi M là điểm cách B, tức là cách điểm cố định này, một đoạn D. Bước sóng người ta cho sẵn rồi là làm đề. À, thì khẳng định nào sau đây là sai. Vị trí nút sóng là K lambda trên 2 từ đây tính ra. Đúng không? Thôi. Vị trí các nút sóng có phải là K là lambda trên 2 không? Dạ đúng rồi. Đúng ha. Vị trí bụng sóng là số lẻ là lambda trên 2 đúng không? Số lẻ lần lambda trên 2. Khoan, thay đổi phân tử. Bụng sóng. Dạ sai rồi. Sai hả? Nó gọi là gì? Lambda trên 4. Ờ, là trên bụng đúng rồi, vậy câu này câu sai mất tiêu rồi. Câu C là khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là lambda trên 2 đúng không? Dạ đúng rồi. Câu D là sao? Dạ đúng luôn. Đúng luôn hả? Đáp án phải chọn là câu B nha. Có bạn nào có thắc mắc gì không? Đi tiếp nha. Rồi, câu 217 nè. Thành Tân. Hai bước sóng cộng hưởng lớn nhất của một ống chiều dài L hai đầu hở, ống sáo ha. Hai đầu hở tức là chiều dài của nó thì cái đầu hở là bụng hay là nút? Dạ đầu hở nó sẽ là bụng. Bụng ha. Vậy là khoảng cách giữa hai cái bụng liên tiếp là khoảng cách giữa hai cái bụng bất kỳ là bao nhiêu? Dạ khoảng cách giữa hai bụng bất kỳ là lambda chia 2. Bất kỳ chứ phải là tiền liên tiếp. Dạ là K, K lambda chia 2. À, nhưng mà chiều dài cái ống này phải là K lambda chia 2 đúng không? Dạ. Đúng chưa? Dạ. Và người ta hỏi các bạn là hai cái bước sóng lớn nhất, tức là lớn nhất và lớn nhì. Lớn nhất là ứng với lại là K bằng mấy nè? L không đổi nha, L không đổi, L bằng K lambda trên 2. Vậy lambda max là ứng với số K bằng mấy? Dạ, K bằng 1. Vậy lúc đó lambda max là bằng mấy? Dạ, 2L. Rồi, vậy số K thì cái lambda đứng thứ hai là ứng với số K đứng thứ hai đúng không? Tưởng tượng đâu? Dạ. Là sau 1 thì đến K bằng mấy? Dạ, K bằng 2. Đúng rồi. Vậy thì đây nè ha. L thì bằng N là lambda chia 2 nè. Thì lambda max nó ứng với N nhỏ nhất là 1 nè. À. Thì N tiếp theo. Hai cái chữ cộng hai cái bước sóng tiếp theo lớn nhất ha, lớn nhất lớn nhì. Lớn nhì là khi cho N này bằng 2 nè. Vậy đáp án là câu nào?
Dạ câu C. Câu C hả? Câu C hả? Dạ. Sao câu C? Một cái Lambda nữa lớn nhất. là Lambda lớn nhất là 2n là khi n bằng 1. Lambda lớn thứ nhì là khi n lớn hơn một chín nữa là n bằng 2, lambda bằng 2, lambda 2 tương ứng với bao nhiêu? à, vậy là câu B. Đoạn này có ai thắc mắc gì không nè? Mấy đứa nhân sáng này lạnh lạnh buồn ngủ ta buồn ngủ mấy đứa còn một lúc có buồn ngủ không không hai Dạ thầy. đấy giờ hiểu Dạ hiểu. làm tiếp nha Dạ. 28 nè trên một sợi dây có chiều dài L hai đầu cố định đang có sóng dừng đầu cố định hai đầu cố định hai đầu cố định điều kiện của nó là gì trong đầu phải nghĩ ra ngay hai đầu cố định điều kiện sóng dừng là gì L bằng L bằng K đúng nhân lambda chia 2. ha mà trên dây giờ nó có một bụng thôi hai đầu cố định mà trên dây một bụng mà chẳng phải là cái hình vẽ đơn giản nhất là gì nó chính là như này nè đi thi á, mấy đứa nhớ nha gặp cái bài toán sóng dừng nó vẽ cái hình ra đúng không hai đầu cố định lại còn chỉ có một bụng thì chẳng phải là hình là như thế này thì còn là gì đúng không như vậy chiều dài sợi dây lúc này á, bằng k lambda trên hai lúc này là k bằng mấy rồi nó biết chắc k bằng mấy rồi. Dạ bằng một. Đây ha, n bằng một lambda trên hai nè thấy không người ta cho tiếp nè tốc độ là v vậy tần số là nhiêu đúng không thì có phải từ cái điều kiện em tính ra được lambda không lambda bằng gì Dạ hai lần. 2L có lambda rồi mà có v rồi thì có tính được f không f bằng gì tức Bằng f bằng gì V15. v chỉ lambda hả đúng không đó Dạ thầy đúng. viết đây chưa chắc đúng nha nhiều khi bảy à đúng không chắc Ồ. ha Dạ đúng. ok vậy thì f bằng v chia 2L đáp án nào Dạ A. ok ha. Làm tiếp câu nữa luôn đi hạn câu lý thuyết nào câu 218 các bạn có thắc mắc gì không có thắc mắc gì hỏi luôn à chớ chớ là đi hồi là mất căn bản luôn á cơ hội cuối nè có ai hỏi gì không hỏi đi tiếp nha 219 này sóng dừng là sóng không lan truyền nữa do bị vật cản thì cái đôi khi các bạn gặp với câu hỏi các bạn không biết nó đúng sao thực ra nếu mà các bạn học định nghĩa thì các bạn sẽ biết là nó không đúng nhưng mà đôi khi các bạn sẽ không biết nó đúng hay không á đúng không ạ Dạ. thì cái câu đó em bỏ qua em đọc tiếp câu dưới biết đâu có mấy câu dưới nó tìm ra câu đúng luôn thôi đúng chưa sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong môi trường cái này mình biết là không đúng bởi vì chúng ta cũng có những điểm hai đầu là tự do nhớ không đây là hai câu câu 217 này cho nên một câu này không đúng này. Sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới sóng phản xạ Dạ đúng hay đúng. sai đúng luôn ha bởi vì đây là gì đây là định nghĩa Nghĩa. định nghĩa thì nó không có sai sóng trên dây mà hai đầu dây cố định thì câu D với câu B nó giống nhau ở chỗ là nó chỉ xét được có một trong hai trường hợp một trong bốn trường hợp Dạ. đúng không đó. Còn câu A sóng này không lan truyền nữa đúng không câu này sai đáp án câu này câu C ha bởi vì đây là định nghĩa nhưng mà câu A sai rồi nó có đúng là có vật cản không thì cơ bản có một cái chỗ giao cắt nhưng mà có phải là nó không lan truyền nữa không Dạ không. tại vì ngay cái chữ sóng thì nó đã bao hàm chữ gì lan lan truyền là nhớ không định nghĩa sóng là gì nhớ không phải Dạ sóng là sự lan truyền dao động. đúng rồi ngay cái chữ sóng là nó đã có luôn cái ý nghĩa đó rồi chỉ làm sao mà thực ra sóng 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 dừng là nó đến từ sự giao thoa muốn có giao thoa thì phải có sóng tới với sóng phản xạ đúng không khi mà đã không có lan truyền nữa thì không có sóng tới mà cũng không có sóng phản xạ thì đâu có lý do gì nó giao thoa đúng không Dạ đúng rồi thầy. hiểu hiểu cái logic Dạ không ok rồi bạn tiếp nè ông Minh Vi lâu không gọi bạn này nè ông Minh Vi rồi nãy giờ có hiểu bài không em có.
Câu 220 nè. Sóng dừng tạo ra trên dây đàn hồi hai đầu cố định khi nào? Thì đây là cái điều kiện đúng không? Nhắm mắt cái em trả lời luôn giùm thầy, không cần xem đáp án. Sóng dừng trên dây cố định hai đầu, điều kiện là gì? Chiều dài sợi dây L bằng, Dạ câu D. là câu là chiều dài bằng bội số nguyên lần của lambda trên 2, k lambda trên 2 ha. Còn câu A, câu A nó là ứng với trường hợp nào? Maybe Dạ khoảng cách từ chiều dài dây bằng 1/4 bước sóng là ứng với trường hợp sóng dừng với hai đầu thế nào? dạ hai đầu không cố định. Đây, hai đầu, một đầu cố định, một đầu tự do, nó đây nè. 1/4 bước sóng là từ bụng đến nút đúng không? Dạ. Là cái trường hợp mà bước sóng cực đại luôn á, trong trường hợp một đầu cố định một đầu tự do, nhớ không? Nhớ. Rồi. Câu B. Bước sóng gấp đôi chiều dài dây là trường hợp nào? Bước sóng gấp đôi chiều dài dây tức là L bằng lambda trên 2 đúng không? Thì nó trường hợp này nè. Tưởng tượng được Dạ được. không? Hoặc là trường hợp này nè. Hai đầu cố định hoặc hai đầu tự do mà chỉ có một ô thôi, hiểu chưa? Yeah. Rồi câu C, bước sóng bằng bội số lẻ lần chiều dài dây, bội số lẻ lần chiều dài dây thì là trường hợp nào? Cực đại là trường hợp của hai đầu thế nào? Dạ không cố định. Bội số lẻ của chiều dài dây không có cái trường hợp này hả? Bước sóng bằng bội số lẻ chiều dài dây không có trường hợp này, có nhưng mà nó không có rõ ràng đâu, không đặc trưng đâu, hiểu Dạ. chưa? Rồi tiếp nè, bạn Phạm Nguyễn Ngọc Ngân, ô lớp này tiếng Hà Đông nhỉ, Phạm Nguyễn Ngọc Ngân. Rồi Dạ thầy. nãy giờ có hiểu bài không Ngân? Nghe sơ sơ này. Sơ sơ là sao? Hiểu bài mà hiểu là chỉ có hiểu với không hiểu thôi chứ, sơ sơ là sao? Chỗ nào không Thì hiểu, chỗ nào chưa rõ? như là nó hơi rối mấy cái chữ này. Chữ nghĩa thôi à? Dạ. Tự tin ha, kiến thức không sợ, sợ chữ nghĩa thôi đúng không? Rồi tiếp nè, câu nãy là bao nhiêu ta, 220 rồi đúng không? 221 rồi nha. Trong hệ sóng dừng trên một Rồi. sợi dây mà hai đầu được cố định, hai đầu được cố định mà sóng dừng, ở điều kiện của nó là gì? Là cái chiều dài là bằng k lần nửa bước sóng rồi. Đúng rồi, k là nửa bước sóng ha. Trong đầu là trigger liền đó, đọc đến đó là trong đầu phải trigger liền, làm cái câu lý thuyết này là phải vậy ha. Rồi. Bước sóng là gì? Khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp đúng không? Nghĩ là không. Vậy thì khoảng cách giữa hai bụng hai nút liên tiếp là bằng bao nhiêu? Đây là khoảng cách từ đây đến đây, khoảng cách từ đây đến đây là bao nhiêu? Nửa bước sóng. Đúng rồi, cái này sai. Hai lần độ dài của dây. Vậy không? Cũng không đúng ha, hai lần độ dài của dây thì nó hên xui, nó rơi vào trường hợp như nào biết không? Làm như thế này, bước sóng mà bằng hai lần độ dài của dây tức là bước sóng chia hai thì bằng một sợi, thì bằng sợi dây đúng không? Là trường hợp này nè, tưởng tượng không? Thì nó chỉ là một trường hợp thôi, không đủ ha. Độ dài của dây cũng vậy ha, hai trường hợp này nó chỉ là xét được có mỗi một trường hợp duy nhất này, mỗi trường hợp đúng không? Hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng liên tiếp đúng không? Đúng. Đúng rồi ha, chủ đề đúng rồi. Rồi làm tiếp một câu nữa đi em, làm tiếp một câu nữa ha. 222 nè. Trên phương x phẩy ox, đây nhiều khi cái từ ngữ nó cũng làm hù mình thôi, trên cái đường thẳng x phẩy ox có sóng dừng được hình thành phần tử vật chất tại hai điểm bụng gần nhau nhất, bụng gần nhau nhất ở đây với đây nè, thì dao Là động thế nào với nhau? con chọn cô B ngược pha. Được pha đúng không? Đừng có chọn hai cái bụng liên tiếp là hai cái điểm này nha. Khi cái điểm điểm bên này nó lên cao á, thì điểm như này luôn xuống thấp nha. Cái người ta vẽ như này á là người ta vẽ để cho các bạn mường tượng thôi, chứ thực ra cái sóng nó sẽ như này nè, mấy đứa có hiểu không? Cái sóng nó sẽ như này nè, cái sóng tại mỗi một thời điểm nó sẽ có hình dạng giống như vậy này. Hiểu không em? Dạ hiểu Tại mỗi thầy. một thời điểm ha, tại mỗi thời điểm thằng này sẽ lên xuống tại chỗ, thằng này cũng sẽ lên xuống tại chỗ ha. Nhưng mà mỗi thời điểm sợi dây nó sẽ uốn éo như này nè, chứ không phải là nó uốn vòng vòng như này, rồi là vòng vòng như này nha, được không?
Nghe được. Cho nên hai điểm bụng như thế này là ngược pha, còn điểm hai điểm đối xứng khác thì sao? Hai điểm nhỏ nhỏ chỗ này nè, hai điểm nhỏ Điểm nhỏ chỗ này sao? pha. Cũng ngược luôn nha, không cùng nha, ngược pha nha. Tưởng tượng được không? Chưa thành, tại sao? Tại sao hả? Nãy giải thích rồi mà, nhớ không? Ví dụ nha, thằng này á, cái thằng chỗ này nè, thì biên độ của nó đâu? Biên độ của nó chỉ có một nửa cái đoạn xanh này, một nửa đoạn đỏ thôi. Tưởng tượng được không? Cái điểm xanh chỗ này nè, nó chỉ lên xuống ngay chỗ này thôi, chứ không phải nó lên đến đỉnh đâu nha. Nó chỉ lên được đến đây, nó chạy xuống thôi. Tưởng tượng được không? Ok. À, thì cái thằng bên này đối xứng qua nó cũng vậy. Nãy chúng ta giải cái phương trình đó, chúng ta sẽ thấy cái sự đối xứng nó qua cái điểm. Một điểm là tính ra một, một điểm tính ra trừ một, còn nhớ không? Thì hai cái điểm bất kỳ nó vậy. Thì À, khi hiểu cái rồi. thằng khi cái điểm này nó nằm ở đây á, thì điểm kia nó nằm ở dưới này. Tức là khi một điểm nằm ở trên đỉnh thì một điểm nằm dưới đáy, tương tự nữa. Và cái điều này chỉ xảy ra với hai điểm dao động thế nào? Cùng hay ngược? Nhiều người. Ngược ha. Bây giờ cái điểm này nè, điểm chỗ này với lại cái điểm chỗ này thì nó đang thế nào với nhau này? Đây, điểm này với điểm này thì đang thế nào với nhau? Điểm này cũng đang ở trên đỉnh, điểm này cũng đang ở trên đỉnh, dương hết của chính nó hết. Trên tất cả những điểm tất cả những điểm nằm ở giữa hai cái nút liên tiếp nhau là nó lúc nào cũng đang cùng pha với nhau. Cái này phải lưu ý nha mấy đứa. À, cái này lưu ý nha. Tất cả những điểm nằm ở giữa hai cái nút sóng liên tiếp, điểm này, điểm này, điểm này, tất cả những điểm này đều hiện nay đều đang ở trên đỉnh của tụi nó hết. À, khi thằng này xuống như này thì tất cả tụi nó đều ở dưới đáy rồi đấy. Nên là tất cả những điểm nằm giữa hai nút liên tiếp là những điểm dao động cùng pha, và đối xứng qua một nút đó, thì nó là ngược pha. Chỗ này dễ tưởng tượng được không? Đâu rồi? Gần. Tưởng tượng được không? Dạ rồi. Cái điểm vừa rồi nhớ nốt lại nha mấy đứa. Tất cả những điểm nằm giữa hai nút liên tiếp, giữa hai nút nha, thì là luôn luôn cùng pha. Còn đối xứng qua một nút đó, thì là ngược pha. Cái hình vẽ nó cho thấy luôn. Rồi. Câu tiếp nè. Đấy là vừa bạn nào nhỉ? Bạn Ngân đúng không? Bạn vừa trả lời bạn Ngân đúng không nhỉ? Đúng rồi. À, bạn Phạm Ngân Lan Vy nè. Lan Vy. Chạy đâu rồi? Trần Đăng Khánh An nè. Trần Đăng Khánh Dạ. An. Ok. Câu 223 nha. Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về hiện tượng sóng dừng? Chưa? Thấy anh? Dạ vâng. À, sóng dừng là không có sự lan truyền dao động. Đôi khi đi thi á, bây giờ thì các bạn biết nó đúng hay sai rồi đúng không? Nhưng đi thi các bạn gặp cái câu này thì các bạn sẽ bị rối rối nè. Các bạn làm gì? Vì. Ê, Khánh An. Đọc tiếp mấy câu À, sau à? đúng rồi ha. Bỏ qua ha. Để đây, đọc tiếp mấy câu sau. Biết đâu mấy câu sau tìm được câu sai luôn là sao? Ví dụ, tự nhiên lòi ra câu con gà có ba chân, à, là biết nó sai rồi, đúng vậy hả? Ví dụ như câu A, con rồng có ba chân, ê, con rồng có năm chân, chết cha cả đời chưa thấy con rồng bao giờ, đúng không? Thì không biết thì đừng có nghĩ nữa, đọc tiếp. Con voi bốn chân, à, đúng rồi. Con chó bốn chân, đúng rồi. Con gà ba chân, ô, câu này sai chắc rồi. Tại con gà mình thấy rồi, hiểu ý thầy nói không? Hiểu loại trừ Dạ á, vâng. ha. À, rồi câu A mình không rõ ràng lắm ha. Câu B, sóng dừng trên dây đà là sóng ngang, sóng cột không khí ống sáo, ống kè là sóng dọc. Thì cái này chúng ta thừa biết là nó đúng, bởi vì dây đàn rung lên, à, rung thì theo hướng này, còn dây thì theo hướng này, tưởng tượng không? Dây đàn thì rung như này mà dây thì hướng này, à, thì có phải đó chính Dạ là sóng vâng. ngang không? À, còn 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 trong cột không khí, tiếng sáo thổi em nghe được không? Dạ Nghe nghe. được. Nghe được. Mà sóng mà truyền được trong không khí thì nó sóng dọc, sóng ngang. Dạ sóng dọc. Sóng dọc ha, sóng dọc truyền được trong những môi trường nào? À, hai đầu không cố định là thế. Trong Hai môi đầu trường sóng nói dọc. chung, trong môi trường nói chung, trong môi trường vật chất nói chung, rắn lỏng khí, sóng dọc truyền là trong môi trường nào? Rắn lỏng khí. Em không biết cái từ để mà giải thích cho thầy. Gì? Thì bây giờ chọn đi, rắn lỏng khí thì sóng dọc truyền là trong những môi trường nào? Khí.
Chị khỉ thôi. Khí là khó truyền nhất mà nó còn truyền được thì nó truyền được hết. Được chưa? Là sóng Rồi. ngang truyền được trong môi trường nào? Sóng ngang cũng thế Nhớ ạ. mấy đứa còn nhớ cái ví dụ về cái đám học sinh ở dưới sân trường không? Nếu nó ngã về phía trước á, thì đứa kia cũng sẽ ngã theo rất dễ dàng. Thì đó là cái cách lan truyền của sóng dọc đúng không? Chỉ cần có đối tượng môi trường là cái sự va chạm nó xảy ra. Nhưng bây giờ xếp hàng như này, thằng này nhảy lên, thằng này có nhảy theo không? Đâu có lý do nhảy theo đâu đúng không? Muốn có nhảy theo thì phải có gì? Phải có một cái dây cột cổ hai thằng lại. Thì thằng này nhảy lên thì thằng này mới phải bắt buộc phải nhảy lên theo đúng không? Thì tức là chỉ trong những môi trường mà cái phần tử của nó có cái liên kết ngang, liên kết theo cái kiểu là chống lại cái biến dạng dịch ấy, thì các bạn mới có cái đó thôi. Hả? Cho nên nó Vậy chỉ có là trong chất rắn hoặc là bề với mặt lại của chất lỏng. bề mặt chất lỏng như vậy, trong chất lỏng bề mặt chất lỏng thôi, tưởng tượng không, chứ trong chất lỏng là không được nha, trong chất lỏng chỉ có sóng dọc thôi không sóng ngang, nhớ không anh? Dạ nhớ, nhớ rồi. Như vậy cái câu B là đúng hay sai? Trong dây đàn là sóng ngang, trong cột không khí là sóng dọc, là đúng hay sai? Dạ sai. Sao sai, đúng rồi chứ còn đúng rồi. Sóng dừng trên dây đàn là sóng ngang là chính xác rồi đúng không? Còn trong cột khí của ống sáo, khi sáo thổi lên em có nghe không? Anh Kèn nghe. thổi lên em có nghe không? Nếu Anh em nghe nghe. thì là truyền qua không khí đến tai em đúng không? Mà truyền được qua không khí thì nó sóng gì? Dạ sóng dọc. Đúng rồi. Câu C nè, mọi điểm giữa hai nút của sóng dừng có cùng pha dao động. Mọi điểm giữa hai nút của sóng dừng, giữa hai nút cùng pha thì vừa nói xong ha, đúng hay sai? Dạ đúng. Đúng hơn. Bụng sóng và nút sóng dịch chuyển với tốc độ bằng tốc độ lan truyền sóng, là đúng hay sai? Sóng dừng thì bụng sóng với nút sóng có chạy không? Câu D sai thầy. Cái chữ dừng nó có nghĩa là gì? Là cái bụng nó, cái nút nó không có chạy đâu hết á, nó nghiêng chỗ. Được chưa? Vâng. Vậy câu D sai thì câu A là câu đúng đúng không? Vậy sóng dừng không có sự lan truyền dao động là đúng hả? Cái đề này có vấn đề hả? Tưởng tượng không? Cái đề này có vấn đề. Đi thi đôi khi vậy, nhưng mà đừng lo những cái câu như này đi thi không có. Đôi khi các bạn thấy một cái đề trong sách á, các bạn giải ra, các bạn thấy cái đề nó có thể không đúng. Chuyện đó bình thường, nó sách có thể viết sai mà. Đừng bao giờ tin sách hoàn toàn 100% nha. Được chưa? Đâu rồi? Trần Lê Dạ. Ngọc Trâm. À hơi rồi. Trần Lê Ngọc Trâm. Yeah. Sao mà nghe có giọng có vẻ tự tin vậy em? Trâm. Thì tại con Yeah. bị đau hỏng lại. Đau họng hả? Anh cãi nhau với ai mà đau họng? Đâu có. Rồi, có 219 này trả lời được không? Cho con đọc đề 219 đó lại. Đúng rồi. Sóng dừng là sóng không lan truyền nữa, là đúng hay sai? Ủa, như câu 219 mình làm rồi. À rồi, làm rồi, làm rồi. 223 rồi. Mình làm 224 nè. Có sai à? Sóng dừng Dạ trên dây đàn hồi tạo bởi âm thoa điện có gắn 500 điện. Biết dòng điện thoại cái thôi. Này. Để đợi đến khi mà làm bài tập điện sơ chiều với thầy giảng cho kỹ. Không khác. Rồi. Câu 223 là 233 nè, câu là câu tính toán nè. Đầu một lò xo gắn ở một âm thoa dao động với tần số 240 Hz. Trên lò xo xuất hiện một hệ thống sóng dừng. Khoảng cách từ nút thứ nhất đến nút thứ tư đây. À. Nút thứ nhất là đây. 2 3 4. Vậy khoảng cách từ nút thứ nhất 1 2 3 4 đến nút thứ tư là mấy lần nữa bước sóng em? Nhìn hình đi ha. dạ 3 lần. 3 lần nữa bước sóng đúng không? Mà 3 lần nữa bước sóng là 30 cm thì một nửa bước sóng là bao nhiêu? Một nửa là 10 ạ. 10, vậy một bước sóng là bao nhiêu? Một bước sóng là 20. Người ta hỏi gì đây? Dạ tính vận tốc. Vận tốc công thức là gì? Vận tốc là Đấy, lại V mở sách, bằng lại mở.
Không nhớ nổi hả mấy đứa hả? Công thức đơn giản Dạ vậy. bằng F nhân lambda. Lambda nhân F, lambda là 3 là 20. Trên F là nhiêu đây? F bằng 240. 200. Là nhiêu? 4.800. Ủa, 48 gì? 48 mấy trên giây. 48 mét.4.800 cm trên giây. À, sao mét trên giây thì là 48 mét trên giây ha. Ok. Cận Ngô Trúc Lan. Dạ Bây giờ theo kịp không? thầy. Dạ kịp. Biết tại sao cái bài trước của nó là lambda là 20 không? Dạ biết. Tại sao? À, tại vì Nhìn từ lại. nút thứ nhất tới nút thứ tư là tổng cộng tới 3 lần lambda chia 2. Mà khoảng cách nó là bằng 30 cm thì suy ra lambda bằng 20. Hỏi là có 234 nè. Phương trình sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì có dạng như vậy. Nhìn cái hình, nhìn cái công thức cũng hơi phức tạp đúng À, không? À, quên đôi đi. khi á, nhắc lại nè, đôi khi á, cái công thức phức tạp người ta cho để hù các bạn, làm các bạn mất bình tĩnh, các bạn phải đọc tiếp nha. Trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây, vậy tốc độ truyền sóng trên giây là bao nhiêu trong công thức này? Thì muốn biết tốc độ truyền sóng thì phải có cái gì? Dạ Muốn phải biết có tính v, V. tính v, muốn biết v thì phải có cái gì nè? Dạ có lambda hoặc y tần số hoặc là chu kỳ. Rồi vậy giờ nhìn cái hình đó em có tính được tần số, em nhìn cái công thức em có tính được tần số, tính ngay được tần số. Tần số bằng 1. Đó. Tần số bằng 1 phần ta bằng khoảng omega chia 2π là 50 chia 2π. 50 chia 2π. Tần số bằng omega chia 2π đúng không? Là 50 chia 2π. Đúng rồi, tần số nè. 25 Tần số bằng bằng 25. 25 hẹp đúng chưa? Đây là câu 234 ha, thầy biết công thức ở đây nha. Tần số là 25 hẹp. Vì đó là gì? Đó là omega chia 2π đúng không? Dạ. Rồi. Tần số là 25 hẹp, bây giờ còn thiếu cái gì nữa để tính được tốc độ? Đây Lambda. là lambda nhân F đúng chưa? Đây, viết ra đây. Viết ở đây nha. V bằng lambda nhân F. Bây giờ lambda xuất hiện ở đâu mới là vấn đề nè. Trong cái công thức này lambda xuất hiện ở đâu? Thì các bạn dùng được cái 25, mình dùng được cái 50 pt này để tính được cái thành số này đúng không? Số phía trước này nè, cái số mà 25 pi nhân x nó là cái gì, thì thầy mới nói là tại sao chúng ta phải tính cái ví dụ trước. À, các bạn nhìn được không, cái mà liên quan đến cái liên quan đến x nó là cái này, 2 pi chia làm, à, thấy Năm ít chia lambda. không? À, cái thứ mà nhân với x á, nó chính là 2 pi chia làm đây. Năm mươi chia lambda. Từ từ nha, Được. thì giờ quay Chị trở lại này ha. hai mươi lăm. Đâu rồi, vậy đâu rồi, đây thì cái 2 pi chia lambda của em á là cái nào mà nhân với x á, chính là 2 pi chia lambda trong cái công thức đó, trong cái code đầu tiên. Đây nè, trong cái code đầu tiên này nè, thì cái nào nhân với x á, nó chính là 2 pi chia lambda thì bằng 25 đúng không, Dạ. thì lambda bằng nhiêu Bằng 25. thì lambda bằng 25 phần 2 pi đúng Lăm tầng 20. Bằng 17,5. không? Không, đơn vị Ủa là gì? đâu? Đơn vị phải nói cái đơn vị trước. cm. Đơn Ủa? vị nó sẽ đi theo đơn vị của x em. Dạ đúng X rồi, x bằng x. Ủa thì sao đến mét. cm? Anh ghi sai ha. X tính bằng cm đi. Dạ. Vậy có lambda có F rồi tính được V không? Dạ được. V bằng ta nhân nhân F. 5 cm. 55 Con số nó bị lẻ lẻ.25 chia 25 là 100, 100 chia 2 50. 50. Còn bây giờ Ừ.
bị sai chỗ nào không ta? 2 pi ở đây, không không nhầm đây nè, đây là 2 25 pi chứ mà 25. 2 pi chia 5 ra bằng 25 pi. 25 pi. Ờ. Và 25 25 đi 25 pi là 100 pi. Lambda bằng 2 chia 25. Chứ nhầm đây nè. Đúng không? Lambda lên đây 2 pi chia 25 pi bằng 2. Dạ đúng rồi. 25 nhân với lại 25 nhân với 25, 25 bằng 2 đúng không? 2. 2 cm trên giây ha. Được chưa? Dạ được rồi. Các bạn khác có thắc mắc gì chỗ này không nè? Các bạn khác có thắc mắc chỗ này không nè? Cái mấu chốt của cái bài này là các bạn phải nhận thức được là để tính được tốc độ truyền sóng thì các bạn phải có tần số. Tần số các bạn có thể tính ngay đây nè. Tính gì mà liên quan đến omega t thì cái phía trước t là omega. Còn để mà tính được cái tốc độ thì các bạn cần phải có lambda. Chỗ này hàm sin hàm cos không quan trọng nha. Omega t thì hàm sin hàm cos không quan trọng. Phải tính được lambda đúng không? Mà lambda thì trong hai cái biểu thức này nó xuất hiện ở đâu? Đó chính là lý do tại sao chúng ta phải chứng minh cái bài ban đầu á. Cái bài ban đầu của chúng ta thì cả cái đống này của chúng ta chính là ax này. Và cái ax này của chúng ta là nó liên quan đến cái lambda. Tưởng tượng được không? Các bạn có ai có thắc mắc gì cái đoạn giải này không? Hồng Hạnh hiểu không? Dạ hiểu. Minh Khôi hiểu không? Minh Khôi. Dạ, dạ hiểu rồi. Xuống đó. Dạ chắc. Cho nên nếu mà chưa từng chứng minh cái công thức về sóng dừng thì gặp cái bài này thì các bạn chỉ có lụi thôi chứ chưa làm sao mà giải bây giờ, đâu có một cái cơ sở nào để giải đâu. Nhưng cái đề này là cái chỗ này nó bị sai nha, x tính bằng mét hay cm là nó bị lộn xộn chỗ này nè. Mình cứ giả thuyết là nó tính bằng cm nha. Tại vì trong ngoặc nó ghi cm. Thì đáp án của nó là 2 cm trên giây, còn nếu nó là mét á thì chỗ này là 2 mét trên giây thì là 200 cm trên giây, một trong hai đáp án này thôi. Do cái đề nó bị sai. Không cần phải quan trọng lắm đâu, phương pháp giải là đúng. Rồi nãy vừa hỏi bạn nào nhỉ? Thầy hỏi con. À, ok, bạn Trần Thị Minh Ngọc nè, bài tiếp nha. Ngọc ơi. Mày chạy đâu rồi? Trương Thái Vi. Trương Thái Vi. Võ Hương Quỳnh Anh. Dạ thầy. Ừ, làm thử 2236 nha, 235 về nhà mới đứa đặng tự giải nha. Bài này dễ lắm, vẽ cái hình thấy à. 2236 nè. Trên dây AB dài 2 m có sóng dừng hai bục sóng. Trên dây AB gì? Cứ đầu ngáp gì? Quỳnh Anh. À. Dạ dạ thầy, em con ngáp thầy không phải cầm. Trên dây AB dài 2 mét có sóng dừng, có hai mục sóng, đầu A đối với nguồn dao động coi là một nút, đầu B cố định, tức là về cơ bản là hai nút đúng không? Hai nút hai đầu ha. Mà lại có hai mục thì có phải cái hình nó như này không? Được ngay. Yeah. À. Và thì nếu mình như vậy thì chiều dài sợi dây bằng mấy lần bước sóng? Nhìn cái hình là dạ bằng lambda. Bằng 1 lambda đúng chưa? Rồi. Tần số dao động của nguồn cần phải tìm, biết rằng là vận tốc là 200 thì bây giờ muốn tìm tần số thì phải lấy cái gì? Để lấy vận tốc chia lambda. Trong trường hợp lambda bằng nhiêu? Vẽ cái hình bằng lambda bằng 1 này. Đâu, cả cái chiều dài sợi dây này là bằng 1 lambda mà. Cả chiều dài sợi dây dài 2 mét nè. Đúng không? Dây dài 2 mét. Dài 2 mét. Đúng không? Dây 2 mét mà hai nút hai bụng thì có phải chính là 1 lambda bằng 2 mét không? Dạ. Yeah. Đúng chưa? Đúng. 3 nút hai bụng thôi. Rồi. Như vậy đáp án của nó là gì? Vậy là 200 chia 2 bằng 100. Mình có thấy ha, trong cái bài giải này thì viết ra luôn cái đơn vị. Bởi vì đi thi á, nhiều khi người ta cho đây là 200 cm trên dây.
Còn ở đây người ta cho là 2 mét. Các bạn không chú ý cái đơn vị á, các bạn lấy 200 chia 2, các bạn ra 100, trong đáp án nó có 100 với 1 chẳng hạn vậy. Các bạn lấy đáp án các bạn quất là 100 là các bạn chết nha. Cho nên á, một trong những vấn đề lớn nhất của bài toán sóng cơ mà sóng dừng á, thầy nói rồi, bài tập sóng dừng là một dạng bài tập mà gần như là vẽ hình ra, gần như là vẽ hình ra. Những bài tập dễ nha, 60% bài tập dễ là vẽ cái hình là thấy được đáp án liền rồi. Ví dụ cái bài này nè, đúng không? Cái bài này bọn em vẽ cái hình ra phát, Quỳnh Anh hiểu không? Em vẽ cái hình ra phát là em nhìn phát là em thấy được cái chiều dài sợi dây nó là bao nhiêu bước sóng rồi, đúng không? Thì cái vấn đề còn lại của cái bẫy trong những bài dễ của sóng dừng đó, nó chính là vấn đề đơn vị. Các bạn mà chọn sai cái vấn đề đơn vị đó, là chết luôn. Để cho 200 200 cm trên dây mà các bạn chia cho 2 mét là các bạn chết chắc luôn. Rồi, Trương Thái Vy quay trở lại chưa? Thái Vy. Thái Vy. Trần Thị Minh Ngọc. Bạn chạy đúng mục tiêu hết rồi. Minh Ngọc. Kỳ ta, đang ngồi học mà chạy đâu hết rồi. Hay là cố tình tắt mic. Tỏ ra như là không nghe gì cả. Rồi 237 nè. 237 nè. Bạn Huỳnh Anh Quân đi. Ủa nãy giờ Huỳnh Anh Quân không thấy ta, mới vô hỏi em. Dạ, nãy em mới đi tiêm vaccine về. Ok. Huỳnh Anh Quân 237. Chết à, nãy giờ đi tiêm vaccine thì con đâu nghe được bài giảng à. À dạ đúng rồi thầy. Thôi cho bạn khác. Random đi ha, random. Hồ Thiên Ngân. Hồ Thiên Ngân. Dạ. Rồi, 237 này nãy giờ nghe có hiểu không Đức Anh? Dạ hiểu. Hiểu là hiểu, thiệt đây là hơi hơi hiểu. Ờ, nhưng mà cho con hỏi cái là cái chỗ mà 236 thì sao biết là sao biết Sao biết là có làm? hai nút? Đây người ta cho nè. Trên dây đàn hồi ha. Đầu A coi là một nút. Đây, đầu A đây. Đúng chưa? Đầu B cố định, đầu B đây. Thấy không? Hai bụng sóng thì giờ vẽ hình cho thôi, bụng thứ nhất, bụng thứ hai, thấy không? Để cho là hai bụng sóng nè, hai bụng sóng thì từ cái nút này nè vẽ ra thôi, một bụng hai bụng đến nút xong, được chưa? Ok chưa? Dạ rồi. Rồi, 237 ha. Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đấy hai đầu cố định ha. Người ta quan sát thấy ngoài hai đầu cố định còn hai điểm khác không dao động. Hai điểm không dao động được gọi là hai điểm gì? Nút vào. Nút ha, đây em vẽ nè, nút đầu, nút cuối, giữa này có hai nút, thấy không? Chấm vô, Dạ. chấm vô, rồi vẽ lên rồi xuống nút, xuống rồi lên nút, lên rồi xuống nút, được chưa? Chỗ này không? Dạ rồi. Ừ, như vậy là chiều dài sợi dây này bao nhiêu lần bước sóng? Bao nhiêu lần nữa bước sóng? Từ đây đến đây là một nửa, 3 lần. 3 lần nửa bước sóng, sợi dây dài bao nhiêu nè, 1,2 không? như vậy nửa bước sóng là bao nhiêu nè, 1,2 chia 3 mà cũng bấm máy tính nữa hả, trời ơi cái con bé này quá đáng được chứ. 12 chia 3 ra nhiêu Bốn. thì 1,2 chia 3 ra nhiêu, Dạ không phải bốn. 75 ra nhiêu, làm ra chia 2 được 0,4, bây giờ 0,4 nhân Dạ 2 không nữa phải còn bấm máy bốn. tính rồi. Quá đáng được chứ. 0,8 đúng chưa? Làm ra là 0,8 ha. Đúng không? Giờ có một cái vấn đề nữa thôi nè, người ta hỏi gì? Tốc độ thì sóng, tốc độ tính sao? Về tính sao? Dạ V là bằng tần số nhân lambda nè. Bây giờ mình thiếu cái gì? Có lambda rồi thiếu gì? Tần số Tần số tính sao? Còn cái dữ kiện người ta thì là một thật phần t. thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng, thời gian giữa hai lần liên tiếp dây duỗi thẳng là bằng mấy lần chu kỳ, nãy có dạy bài tương tự đó, Là tức là cái điểm này nè đúng không, hai duỗi thẳng là nó về điểm trung bình, các điểm này cũng về điểm trung bình, các điểm này cũng về điểm là điểm cân bằng, cái này về điểm cân bằng, tất cả những điểm này về cân bằng là lần duỗi thứ nhất thẳng đúng không, sau đó tất cả những điểm đi xuống biên rồi vòng lại cân bằng, rồi vòng lại cân bằng, rồi vòng lại cân bằng. Tức là nó ứng với thời gian mà giữa hai lần vạch đạt vị trí cân bằng trong dao động,
là mấy phân chu kỳ? Là bằng một nửa rồi. Đúng rồi. Vậy thì một nửa chu kỳ là 0,05 giây, vậy chu kỳ bằng 2 lần thời gian duỗi thẳng. Đúng không? Là 0,05 2 0,1. Vậy vận tốc bằng gì? Lambda chia T 0,8 thì 0,1 nhiêu? Bấm máy tính luôn hả? 0.8 chia 0.1. Vậy là 8. Rồi. Đứa này. Riết rồi. Bà bao giờ đi chợ chưa hả Ngân? Đã bao giờ ra chợ mua mua thịt mua cá chưa? Có tự đi chưa? Dạ chưa. Nên đi lần nha, ra chợ mà chợ gọi là wet market á, tức là chợ dân sinh á, chứ không phải là chợ supermarket nha. Ra đó coi mấy bà bán cá bà tiếng nhậm. Nhìn thấy bà tiếng nhậm mới xấu hổ luôn á. Thì tình 0.8 chứ 0.1 mà nó cũng thấy nó lạo xạo nó bấm máy tính. Quá đáng này chứ. Mấy đứa phải tập tiếng nhậm đi nha mấy đứa. Hả? Nãy giờ giải mấy bài toán về sóng thấy nó phức tạp không? Không dừng nữa. Hoàng Việt nó giờ có hiểu được hết không Hoàng Việt? Hoàng Việt đã chạy đâu đọc truyện cũng tương đối được thì tương đối hả? Đi thi á nha, nói lại nè, đi thi á là cái bài sóng dừng thì kiểu gì cũng có một bài, ít nhất là một bài. Có năm á thì bài nó cho gì vẽ hình thấy đáp án, giống như mấy bài nó giờ mình giải cũng có năm bài nó cũng khá khó chứ không đến mức là quá khó. Nhưng mà bài tập mà sóng dừng mà khó là bài tập rất là chua nha. Bài tập đó là chúng ta phải cũng phải làm thử vài bài khó cho nó biết. Tính sau này giải những bài đơn giản trước đó. Rồi Việt nè, câu tiếp nè. Việt. Câu 267 đúng không ạ? À, 267. Một sợi dây đàn hồi, đầu A gắn vào âm thoa, đầu B để lơ lửng. Thì lưu ý giùm thầy nha tất cả mọi người nè. Cái đầu mà gắn vào âm thoa á, rốt cuộc nó là đầu tự do hay là đầu cố định? Trong phải đến 80% trường hợp, nếu người ta không nói gì hết, nếu người ta không nói gì hết, thì làm ơn ha, sử dụng cái đầu gắn âm thoa là đầu cố định giùm thầy. 80% trường hợp người ta không nói gì hết, ha, thì cái đầu gắn âm thoa tương đương với đầu cố định. Thực ra thì rất khó để các bạn chấp nhận chuyện đó, bởi vì đầu gắn âm thoa vốn là đầu rung động. Âm thoa các bạn biết không, phần chữ U rồi nè. Gắn thời gian vô có con, thấy cái miếng chữ U chưa? Thấy cái miếng âm thoa đó chưa? Thấy giờ mới đó. Nhỏ lớn giờ có thấy người ta đánh kẹn không? Chắc không à. Ở thành phố thì chắc không thấy cái kẹn. Thôi được rồi, âm thoa đại khái là một cái vật phát ra một cái sóng âm có cái tần số xác định đối với từng âm thoa. Từng âm thoa sẽ được thiết kế làm sao để có cái tần số riêng của nó. Rồi. Đầu A gắn âm thoa là đầu cố định. Đầu B là đầu lơ lửng. Đầu lơ lửng là đầu tự do. Đầu tự do thì nó là bụng hay là nút Việt? Đầu tự do là bụng hay nút? Việt ơi. Nếu sóng dừng xảy ra trên sợi dây thì đầu tự do là đầu bụng hay đầu nút? Đầu tự do có bị giới hạn không? Có bị nút tức là sao? Nút là không bị không dao động, còn bụng là sao? Là bụng dao động mạnh nhất. Vậy thì nó có phải là nút được không? Dạ không. Không, nó phải là đầu tự do, đầu lơ lửng, đầu tự do tức là đầu gì? Đầu bụng, nó là một bụng. Tốc độ truyền sóng bây giờ là 4 mét trên giây. Cắt bớt để dây chỉ còn đúng chiều dài 21. Bây giờ chiều dài 21 thôi chứ không phải là cắt đi 21 mà là chiều dài là 21 xăng. Và vẫn có sóng dừng. Hãy tính số bụng và số nút. Thì đầu tiên là điều kiện để sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do là gì Việt? Điều kiện để có sóng dừng một đầu cố định một đầu tự do là gì? Một đầu tự do. Cái hình vẽ nó đơn giản lắm mà. Nửa bước sóng, nửa bước sóng, nửa bước sóng, nửa bước sóng. Số nguyên là nửa bước sóng. Đem cộng với cái đoạn tự do cuối cùng này là 1/4 bước sóng. N là lambda chia 2 cộng với một cái lambda trên 4. Thì rút lambda trên 4 nó còn lại là gì? 2N cộng 1, 2K cộng 1, lambda trên 4 nè.
thấy không Việt? Rồi hay. À, vậy trong trường hợp này ha, lambda bằng nhiêu? Cái đề này có cho phép mình tính được lambda không? Dạ không. Không, không. Lambda công thức là gì? À, là lambda bằng v chia f. V chia f có v chưa? Dạ có rồi. F có chưa? Dạ, f bằng 100. Rồi, như vậy v lambda bằng nhiêu? Lambda bằng 0,04 mét. Ừ, 4 cm đúng chưa? Thấy như này rồi nè, ghi thẳng này luôn rồi. Vậy trong cái trường hợp này nè, là cái gì chẳng không biết? Khi mà còn 21 cm á, thì cái gì ở đây đang không biết? Cái công thức này, đây là điều kiện để có sóng dừng ha. Không biết k. Đúng rồi. À, vậy có tính được k không? L dạ, là 21. 21, lambda là 4. 4 chia 4 là 1 thôi. Vậy thì 21 bằng 2k cộng 1. Vậy k bằng mấy? 21 bằng 2k cộng 1 thì k bằng mấy? Việt. Ờ, bằng 10. À, như vậy với số k bằng 10 ha, thì chúng ta thấy nè, bao nhiêu nút, nhìn này nha, nếu k bằng 1, nếu k bằng 1 thì một đầu cố định, một đầu tự do chính là ứng với trường hợp này nè, đúng không Việt? Dạ. Vậy trong trường hợp này là chúng ta đang có bao nhiêu nút, bao nhiêu bụng nếu k bằng 1? Mình đang có một nút với một bụng. Một nút với một bụng rồi. Cái trường hợp này k bằng 0 chứ không phải k bằng 1 đâu Việt. Đây nè, k bằng 0 thì nó mới là L bằng 1 phần 4 lambda nè. Tôi được không? Thì, từ đây, thấy từ đây đến đây là 1 phần 4 nè. Từ đây đến đây là 1 phần 4 nè, 1 phần 4 bước sóng rồi đúng không? Yeah. Thì cái trường hợp này chứng là ứng trường hợp mà k bằng 0 á. Tôi tưởng được không? Chỉ có một yeah. một cái điểm cố định, một điểm tự do thôi, k bằng 0 nè. Tưởng tượng được không? Yeah, được rồi. Nếu k bằng 0 là ứng với mấy bụng mấy nút đây? 1 bụng 1. Một bụng một nút. Một nút. À, bây giờ k bằng 1. K bằng 1 là như vậy nè. Tưởng tượng được không? Thì từ chỗ 0 tiến đến hả? Thì mấy mấy bụng đây? 1 bụng. Yeah, một bụng, hai bụng. Hai bụng. Mấy nút? Một nút. Yeah, hai nút luôn. Hai nút. K bằng 0 thì một bụng một nút, k bằng 1 thì một bụng, hai bụng hai nút, k bằng 2 thì sao? K bằng 2 là vậy nè. Đúng không? Mấy bụng? Ba bụng. Mấy nút? Ba nút. Vậy đúng chưa? Vậy nếu k bằng 10 thì mấy bụng mấy nút? Dạ, 10 bụng với 10 nút. K bằng 0 thì là 11, k bằng 1 thì là 22. K bằng 2 thì là 33, k bằng 3 thì là 44. K bằng 10 là 11 bụng, 11 nút. Đây nè, số bụng là bằng k cộng 1, số nút là bằng k cộng 1, đúng không? Dạ. Được chưa? Dạ, hiểu rồi. Rồi. Quyền chi nè. Chi. Dạ chép thôi. Em. Bây giờ có đang chép không? Dạ đang chép thôi. Ừ, chép đi. Chép xong báo. Xong chưa chị? Quyền chị? Dạ rồi thầy. Ok, 268 nha. Được chưa? Một sợi dây AB treo lơ lửng. Đầu A gắn với một nhánh âm thoa. Nếu một sợi dây treo lơ lửng á, thì cái đầu A gắn âm thoa thì nó là nút hay bụng? Dạ. Dạ. Dạ, nút. Nút ha, thì người ta không nói cái gì hết thì chúng ta cứ tạm thời giải cái trường hợp của nút trước nha. Còn đầu B, dây treo lơ lửng treo thẳng đứng từ trên xuống thì đầu B là đầu tự do hay đầu cố định? Dạ đầu tự do. Không tự do thì nó là bụng hay là nút? Đây ha. Dạ là bụng. Bụng ha, ok. Và người ta cho cái đề như nào tiếp nè?
người ta thấy khoảng cách từ B đến nút dao động thứ ba, kể từ B, đây B là một nút này, B là một bụng ha. Nút thứ nhất, từ đây đến nút thứ nhất là bao nhiêu bước sóng nè? Dạ, 1/4. Rồi đến bước thứ hai, đến nút thứ hai. Dạ. 3/4, số lẽ là nửa bước sóng mà, 1/4 số lẽ. Là từ nút đó tới cái nút thứ hai hay là từ đầu? Không, từ B, từ B, từ B đến đây. Nửa. 3/2, 3 lần làm ra thành 4 đúng không? Ừ. Vậy đến nút thứ ba. Đến nút thứ ba. 1/4, 3/4 số lẻ mà ha. Thì đến đây là bao nhiêu? Alo. Dạ yeah, từ từ thầy để con tính. 5/4. Thì số lẻ mà 1 rồi đến 3, 3 thì đến mấy? Đến 5. 5/4 là 5 cm. Đúng không? Vậy thì lambda trên 4 là bao nhiêu cm? Dạ 4. 4. À, lambda trên 4 là 1/4. Là 1. 5 lần lambda trên 4 là 5, thì là 1 lần lambda trên 4 thì là 1, thì lambda là 4. Đáp án là 4 gì? Dạ 4 cm. Các bạn có nhất có theo dõi được không? Châu Anh có theo dõi được không? Dạ được. Có ghi chú không đó? Dạ có. Mấy cái bài này á, là mấy đứa cứ vẽ cái hình ra nha, cứ vẽ cái hình ra thôi, chứ không gì hết á. Người ta cho cái hình như thế nào thì mình vẽ như vậy, vẽ sơ ra mà ngồi đếm. Bài toán này, bài toán sống dừng á, mà bài dễ mà các bạn làm sai á, là bởi vì các bạn chủ quan không vẽ hình thôi. Mà nếu mà các bạn đã vẽ được hình á, thầy nói với mấy đứa rồi, 60% bài tập sống dừng á, là vẽ hình là thấy đáp án rồi. Trong trường hợp này nha. 5/4 1 lần, 5/4 2 lần, 5/4 3 lần, 5/4 4 lần, 5/4 5 lần, 5/4 5 lần là 5 cm. Được kìa như vậy. Được không chị? Dạ được thầy. Châu Anh biết không chưa, làm câu 269 nè. Dạ thầy đợi con xíu, con đang viết. Dạ thầy ơi. Ơi hỏi. Dạ cho con xin nghỉ sớm tại vì nhà con có việc, có thể con không okay, ok. Dạ con cảm ơn. Ok. Con sẽ coi lại bản ghi âm sau. Dạ con cảm ơn. Ok. Dạ rồi thầy. Ok, 269 nha. Dạ. Dây OB 21 cm, đầu B tự do. Ở trong đầu mình nghĩ đến đầu B tự do một phát. Và đầu O cố định đầu B tự do thì gây ra tại O một dao động ngang có tần số F chết cha. Tốc độ thì cái dao động ngang này á, nó là nút hay là bụng mới là câu chuyện này nè. OB 21, đầu B tự do gây ra tay O một dao động ngang có tần số F, tốc độ truyền sóng là 2.8. Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng, tần số dao động là. Thì nó có hai cái trường hợp ha. Hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là O vì là nó là nơi tạo ra dao động thì nó là bụng. Trường hợp thứ hai thì nó là gắn với âm thoa thì nó là nút. Thì đầu tiên mình cứ giải thử một cái trường hợp nó là bụng trước nha, xem có giải được không, có ra đáp án nào trong đống này không nha. Tại vì đôi khi cái điều kiện này nó gây ra khó khăn cho mình. Vậy nếu như đầu B là một tự do thì đầu B là một gì? Đầu B mà tự do thì đầu B là nút hay bụng? Dạ bụng. Bụng ha, đây nè. Còn giả thuyết đầu tiên ha, giả sử đầu O á, nó tạo ra dao động thì nó cũng là một bụng đi. Chẳng hạn vậy đi. Thì cái chiều dài sợi dây này nó thỏa điều kiện gì? L bằng... Dạ, N là bằng K lambda chia 2. Đúng rồi ha. 21 này bằng K lambda chia 2 nè. Đúng chưa? Bây giờ ở giữa này là có 8 bụng sóng. Bây giờ đếm ha. Ở giữa hai đầu. À, có sóng dừng trên cả hai đầu ha. Đếm nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đây là 6 đúng không? Dạ. 6 là bao nhiêu rồi nè? Bao nhiêu bước sóng nè? Lambda trên 2. 1, 2, 3, 4, 5 rồi đúng không? Đến 6 là 5 rồi đúng không? Đến 7 là... 6 đến 8 là 7. 7. 7 lambda trên 2 là bằng 21 thì lambda trên 2 là bao nhiêu? Dạ 7 lambda trên 2 bằng 21. Thì lambda trên 2 là bao nhiêu? Tính lambda trên 2 trước cho nó dễ. 7 nhân x bằng 21, x bằng nhiêu? Dạ x bằng 3a.
Ba. ba. Lambda trên 2 là 3. Thì lambda là nhiêu? Dạ lambda bằng 6. Rồi, lambda bằng 6 cm, đúng chưa? Rồi, tốc độ là 28. Dạ. Tốc độ là 28 mà vận tốc là 6. Ok, lambda là 6 thì vận tốc là nhiêu? À, tần số là nhiêu? Đây dạ, này. Tần số V đem chia cho lambda rồi. Tức là 2 ta 2,8 m đem chia cho 6 cm. Đúng không? Dạ. Mét chia cho 6 cm chia được không? Phải đổi nha. Phải đổi đó không vậy? À, thì là 280 chia cho 6 đi cho nó dễ. 280. Chắc chắn không ra số số nguyên rồi. Chắc chắn là số nguyên rồi. Dạ. Đúng chưa? Như vậy đây trường hợp mà giả thuyết ô là bụng là không đúng ha. Nó do cái câu này nè, cái câu gây ra tại ô mà ta động ngang nè, nó sẽ làm cho các bạn bị rối rất là nhiều nha. Tại vì đã gọi là một dao động ngang thì tại sao nó lại có thể là nút ha? Nhưng mà những cái bài toán này hầu như cái trường hợp mà ô gắn với âm thoa hay ô là nơi tạo ra dao động đó, thì nó là như này. Ô này là một nút. Tưởng tượng được không? Dạ. Đôi khi nó là như vậy ha. Mặc dù nó tạo ra dao động nhưng cái dao động rất là nhỏ, đâm ra là nó với lại cái sự phản xạ về nó tạo ra cái điểm này thành cái điểm nút. Như vậy trường hợp đầu nếu coi nó là bụng giải là không thấy đáp án rồi đúng không? Dạ. Yeah. Bây giờ mình giải trường hợp nó là nút thì xem có đáp án không ạ? Vẫn đi lại ha, sợi dây. Yeah. Sợi dây này á. Đúng chưa? Nó phải có chiều yeah. dài bao nhiêu? Bây giờ ngồi đếm ha. 8 bụng sống đúng không? 1 bụng, 2 bụng, 3 bụng, 4 bụng, 5 bụng, 6 bụng. Đúng không? Dạ. Yeah. 7 bụng, 8 bụng. Bây giờ đếm nè, từ đây đến đây đếm đếm theo kiểu này nè. Tại vì đây là nút thì đếm nút hay hơn. 8 bụng tức ở đây còn 2 cái nữa đúng không? 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2, 3 lambda trên 2, 4 lambda trên 2, 5 lambda trên 2. Đúng chưa? Dạ. À, kéo thêm 2 cái nữa nha, vẽ thêm ở đây nè. Vẽ thêm ở đây nè, như này nè. Đúng không? Dạ. 6 bụng, 7 bụng, 8 bụng. Đây, 8 bụng này nè, đúng chưa? Còn đâu rồi? Được không? Mình vẽ như vậy được không? Dạ yeah, được. Rồi đếm nha, 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2, 3 lambda trên 2, 4 lambda trên 2, 5 lambda trên 2, 6 lambda trên 2, 7 lambda trên 2 cộng với 1/4. Được tưởng được không? Dạ. Yeah. 7 lambda trên 2 cộng với 1/4 thì là 21. Rồi tính lên lambda thêm bao nhiêu? Mấy đứa có nắm được mà mấy bạn khác có nắm được nè. Vẽ hình ra thôi ha, đếm nè, 1 bụng, 2 bụng, 3 bụng, 4 bụng, 5 bụng, 6 bụng, 7 bụng, 8 bụng, ha, 8 bụng rồi, ok. Giờ ngồi đếm nè, 1 lambda trên 2, 2 lambda trên 2, 3 lambda trên 2, 4 lambda trên 2, 5 lambda trên 2, 6 lambda trên 2, 7 lambda trên 2. Và từ đây đến đây còn 1 lambda trên 4. 7 lambda trên 2 cộng lambda trên 4 thì bằng 21. Đó là bao nhiêu? Số lẻ này nó ra 83 phần. 83 phần mấy? 14. Phải không? 15 nhân 15 ra trên 4. 15 nhân 5 ra trên 4 đây nè, k nè. 15 5 ra trên 4 thì bằng 21. Đúng không? Đây, công thức của nó sẽ tương đương như này. Câu này, câu 268 à, 268. 269 đúng không? Thì trong này nó thành là 15 nè, 2k 2 nhân 7 nè. Cộng với lại 1 nhân 5 lên 4 thì bằng 21. Cộng với lambda bao nhiêu nè? 84 chia 15. Chia 15. Chia được không? Yeah. Chia được mà. 84 chia 15 chia ra mà. 84 chia 3 là đâu được 28 nè, đúng không? 84 chia 3 là được 28. 28 chia cho 5. 28 chia 5 là 5,6 đúng không? Dạ. Cm. Được chưa? Dạ. Rồi. Tốc độ đây, bước sóng đây, 280 chia cho 5,6 thì ra nhiêu? 28 chia 56, 2,8 chia 56 là 50. Số số 5. OB. Mình mới tính rồi đúng không?
Dạ Châu đúng Anh. rồi. Đúng rồi. Đúng với đầu lẻ. Đúng với đầu Dạ lẻ. có thiếu cộng một đó, Đúng nên nó bị rồi, bởi vì thiếu cái 1/4 cuối cùng rồi. Cái bài toán về sóng dừng thì nhắc lại một lần nữa nè. À, đi thi đừng có hoảng. Cái bài toán sóng dừng là một trong nhóm bài toán mà thầy nói mấy đứa là nếu mấy đứa vẽ được cái hình đó, thì hầu như là sẽ thấy được đáp án ngay lập tức. Tất nhiên phải đếm cho đúng nha, vẽ hình xong mà đếm không đúng thì cũng chết. Để lao một xíu nha, để lao khoảng 10 phút nha mấy đứa. dạ. Ừ.